lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ. Vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch này sẽ đón nhận những vận may nào? Liệu xui xẻo có ghé đến? Hãy cùng lịch ngày tốt tìm hiểu ngay sau đây. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Ngọ tháng 7 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 7 âm lịch nhận thấy thời gian này bản mệnh có thể gặp một số người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến công việc. Người đó có thể mang đến cho bạn một số thông tin giá trị khiến cho bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây chính là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ. Với những người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh tăng tiến công danh, quyền lực đã đến, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, cũng đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác. Nhớ rằng, việc bạn làm nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai. Cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ giúp cho con giáp tuổi Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề. Các quyết định đều nằm trong tay bạn, chọn lựa thế nào cũng ở bạn. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà cứng nhắc quá, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có nhiều ưu thế hơn. Trình ấn ghé thăm cũng là lúc để bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống. Có nhiều người sẽ phải vất vả hơn khi so sánh với người khác, nhưng bù lại thì sẽ có thành quả rất đáng nể. 2. Tử vi tài lộc tuổi Ngọ tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người còn có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn trở nên chủ quan. Tử vi tháng 7 âm lịch nhận thấy tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối khó tránh trong tháng này. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc là dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng. Thực tế là có rất nhiều người không đáng tin cậy, thậm chí là người thân cũng có thể mượn tiền của bạn nhưng không chịu trả. Vì thế, con giáp tuổi Ngọ cũng phải nên biết chọn mặt gửi vàng, có giấy tờ ghi lại rõ ràng nhằm hạn chế tối thiểu rắc rối liên quan đến chuyện tiền nong. 3. Tử vi tình duyên tuổi Ngọ tháng 7 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Ngọ cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh có nhiều bất ổn. Người độc thân thời gian này cũng không có gì tiến triển khi chính bạn cũng cảm thấy không thoải mái với những cuộc hẹn hò với người khác giới. Nếu có thể thì bạn nên tham gia các câu lạc bộ để cùng chia sẻ sở thích, hát hò, hội họa hay từ thiện. Khi đó bạn sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp và tình cảm cũng diễn ra tự nhiên hơn. Riêng với những ai đã có đôi hoặc đã lập gia đình thì việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp sẽ khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm thì hai người dễ gặp phải rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tử vi sức khỏe tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Ngọ cho thấy lúc này đã sang tiết đại thừa, tiết khí này sẽ khiến cho tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương. Do đó, lịch ngày tốt nhắc nhở bạn cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của mình. Khi cảm thấy sức đề kháng giảm sút thì hãy tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp và nghỉ ngơi thường xuyên hơn. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Ngọ, Kim, Nam Vân Hán, Nữ là Hầu. Khẩu quyết, tình cảm có nhiều bất ổn, khó hòa hợp với một nửa của mình. Quý nhân, Hợi, Dần, Tiểu nhân, Mùi, Thân, màu sắc may mắn, nâu, vàng. Tuổi Bình Ngọ, Thủy, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết, tranh cãi với thái độ hơn thua sẽ khiến bạn trở nên xấu xí hơn. Quý nhân, Thìn, Mão, Tiểu nhân, Tý, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. Tuổi Mậu Ngọ, Hòa, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, nhớ kiểm soát cơn nóng giận, đừng nói ra những điều không hay. Quý nhân, Thìn, Tỵ, Tiểu nhân, Sửu, Dần, màu sắc may mắn, đỏ, xám. Tuổi Canh Ngọ, Thổ, Nam Vân Hán, Nữ là Hầu. Khẩu quyết, có tài lộc thì phải trân trọng, tránh việc lãng phí tiền bạc. Quý nhân, Tuất, Dậu, Tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, tím, trắng. Tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết, bản lĩnh, kiên cường, đánh đầu thắng đó. Quý nhân, Dậu, Tỵ, Tiểu nhân, Mão, Hợi, màu sắc may mắn, đỏ, đen. Trên đây là vận trình tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của người tuổi Ngọ. Mời quý chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi tháng 7 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt.
Lịch chúc quý chị và các bạn có một tháng mới hành thông thuận lợi, bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn quý chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.